Chào các bạn, video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái thao tác liên quan đến cái phần in, gồm có in chứng từ, in liên tục chứng từ và in chỉnh sửa mẫu in và in các cái sổ sách báo cáo, hoặc là sẽ có các cái phần gọi là chỉnh sửa, xóa, bỏ cái ngày in ở trên các cái mẫu báo cáo đi. Đó. Thì vào cái phần thứ nhất là cái phần mà để làm sao mà chúng ta in được liên tục, để làm sao chúng ta in được liên tục chứng từ thì cái thao tác sẽ như này. Bây giờ ví dụ các bạn muốn in liên tục chứng từ phiếu thu tiền mặt chẳng hạn. Đó, thì cái thao tác đầu tiên là các bạn sẽ cần phải vào trong cái phần phiếu thu. Vào trong phần phiếu thu. Và cái bước tiếp theo đó các bạn đó là các bạn sẽ nhấn vào tìm. Đó, nhấn vào tìm. Thì thao tác này nó sẽ chính là tôi muốn in liên tục một cái số lượng chứng từ như thế nào đó. Ví dụ như là tôi muốn in liên tục số lượng chứng từ của một tháng chẳng hạn. Thì các bạn sẽ lọc cái số lượng chứng từ mà mình cần in liên tục ra. Đó, ví dụ ở đây tôi sẽ in chứng từ của tháng 5. Tôi sẽ chọn thời gian từ tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 chẳng hạn. Sau đó tính và nhận. Thì chương trình nó sẽ ra cái thông báo là có 3 chứng từ, ngày tổng phát sinh là 7, người chỉ nhìn như thế này. Chúng ta nhấn vào nhận. Thì khi ra được cái số lượng, đây chính là sẽ số lượng chứng từ cần in. Thì chúng ta nhấn Escape hoặc là nhấn ngón chuột để tắt cái màn hình này đi. Và bắt đầu chúng ta nhấn vào in. Và trong cái phần in này, bây giờ nếu mà chúng ta nhấn vào in liên tục là chương trình nó sẽ in 3 cái chứng từ mà chúng ta vừa lọc ra. Đó, nhấn in liên tục nó sẽ lọc ra. Thì trong cái màn hình của phần in này tôi cũng sẽ giới thiệu luôn. Đấy, sẽ có những cái bạn cũng có thắc mắc là muốn in cái khổ A5 hay là 1/2 A4 thì muốn in được theo các cái mẫu nào. Thì chúng ta nhấn vào đây, nhấn vào cái mẫu in đây. Thì trong phần mềm nó sẽ có các cái mẫu in theo dạng là 200 hay là theo 133 hay là 1/2 A4. Đó, 1/2 A4 đây. Đấy, 1/2 A4 đây. Đó. Quay lại. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn in liên tục thì nhấn vào in. Đấy. Nhấn vào in liên tục thì chương trình nó sẽ thông báo thưa ngài có chắc chắn in tất cả các chứng từ được lọc hay không. Các bạn chọn có. Đó. Thì ví dụ như là hiện tại là trên máy của tôi là cũng chưa cài máy in, chưa cài đặt máy in. Đấy. Và vì vậy là khi nhấn vào in là nó sẽ xuất ra dạng PDF như này. Đấy. Đấy, nó sẽ báo ngay là error loading print. Đấy, thì đây cũng là một cái mà sau này ví dụ các bạn chọn vào in mà gặp phải cái trường hợp là xuất hiện error loading print thì các bạn phải hiểu ngay rằng là cái phần máy in của bạn, một là chọn chưa đúng, hai là cái máy tính đó của các bạn chưa cài máy in. Đó. Thì chúng ta tính vào ignore. Đấy. Đây là cái phiếu thứ hai. Đấy, phiếu thứ hai. Và một cái nữa là phiếu thứ ba. Đấy, có 3 phiếu thì đương nhiên nó sẽ nhảy ra 3 lần như này. Đó. Nên các bạn cũng sẽ phải lưu ý. Đây, khi nhấn vào in nhé. Khi nhấn vào in thì bao giờ ở trên banh header này nó cũng sẽ xuất hiện cái danh sách máy in của chúng ta. Đó. Thì ví dụ như máy của tôi là chưa có máy in. Đấy, chưa có cài máy in vào trong máy tính này thì nó sẽ xuất hiện cái lỗi là error loading print. Đấy, thì nếu mà bạn nào mà khi mà in mà thấy xuất hiện cái màn hình đó thì mình phải hiểu ngay rằng là do máy của mình chưa chọn đúng máy in hoặc chưa được cài đặt máy in. Đó. Và trong cái phần in này cũng sẽ thi thoảng có những cái bạn gặp phải cái trường hợp là tôi in ra nó toàn tiếng Anh như thế này. Đó, in ra toàn tiếng Anh như thế này. Thì các bạn cũng phải lưu ý nhé. Đó là trong phần mềm nó sẽ cho phép mình in cả mẫu tiếng Việt, mẫu tiếng Anh và mẫu song ngữ. Đó, mẫu song ngữ. Đấy. Cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Chính vì vậy là khi ví dụ nhiều khi là con chuột, khi mà mình di chuyển con chuột mình tích vào mẫu tiếng Anh hoặc song ngữ hoặc mẫu ngoại tệ thì chẳng hạn thì nó sẽ ra cái mẫu tương ứng. Đó, mẫu ngoại tệ thì nó sẽ ra cái mẫu tương ứng.
mẫu gốc các bạn hay dùng nó sẽ là mẫu Việt Nam đồng và mẫu tiếng Việt, và đây là mẫu ngầm định khi chúng ta nhấn vào in. Đấy, các bạn lưu ý nếu mà ai thấy in ra mẫu tiếng Anh hoặc song ngữ thì phải quay vào in lại và chọn mẫu tiếng Việt và mẫu Việt Nam đồng là xong. Thế nào? Ok, vậy là cái phần thứ nhất là về cái phần là in liên tục, và cái phần là có thể in cái mẫu A5, chính là mẫu 1 phần 2 A4 đây, thì chúng ta nhấn vào đây để lựa chọn. Đó. Rồi, bây giờ sang cái phần thứ hai. Đấy là về cái phần trong cái phần báo cáo. Tôi sẽ ví dụ tôi sẽ vào mẫu báo cáo số quỹ đây chẳng hạn. Thì y cũng sẽ có mẫu số quỹ theo thông tư 200 hoặc 133, cho nên là ai dùng mẫu nào thì là chọn mẫu đó. Nhưng mà xem trước khi in đi. Đây. Thường thì các bạn sẽ thấy rằng là trong các cái mẫu báo cáo thì cái phần dưới góc bên trái bao giờ nó cũng sẽ có thời gian. Cái thời gian in là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2013 lúc 10 giờ 59 phút. Chính là cái thời điểm tôi đang làm video cho bạn đây. Đó. Thì sẽ có rất nhiều bạn, ví dụ như là chúng ta mà dùng phần mềm này để làm báo cáo thuế cho những cái năm cũ chẳng hạn. Đó. Thì sẽ có những cái trường hợp là tôi không muốn in có cái thời gian xuất hiện ở góc bên trái phía dưới như thế này. Đó. Sẽ không có cái thời gian ở góc bên trái phía dưới như này. Vậy thì làm sao để có thể thay đổi, làm sao để xóa đi? Đó. Thì với cái trường hợp này sẽ có hai cách. Đấy, với trường hợp này sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn hiểu được rằng là cái thời gian ngày và thời gian này nó đang lấy theo cái thời gian của máy tính của chúng ta, thời gian máy tính của chúng ta. Vậy cách thứ nhất là các bạn có thể chủ động thay đổi lại cái thời gian trên cái máy tính của chúng ta. Đó. Ví dụ như các bạn làm giữ lại dữ liệu của năm 2021 chẳng hạn, thì các bạn sẽ thay đổi lại cái thời gian trên máy tính của chúng ta. Đấy, cái thời gian ở góc bên tay phải phía dưới màn hình máy tính nào cũng có cái thời gian như vậy, đúng không ạ? Đó, thì cách thứ nhất nó là các bạn thay đổi cái thời gian trên máy tính của chúng ta và chúng ta in, thì lúc đấy chương trình nó sẽ lấy theo cái thời gian trên máy tính của từng người, từng các bạn. Thế còn nếu mà bạn nào mà chưa biết thao tác để làm sao thay đổi được cái thời gian trên máy tính thì các bạn vào Google, các bạn gõ là cách nào để thay đổi cái thời gian trên máy tính. Đó. Thì Google sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức làm sao chúng ta có thể chuyển đổi cái thời gian. Đó. Đấy là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai là các bạn có thể sửa mẫu để chúng ta xóa luôn cái này đi. Đấy, xóa luôn cái thời gian này đi. Đấy, nhưng mà đương nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng làm nội bộ thì chúng ta lại cái thời gian hiển thị trên này lại rất có ích. Đó, thời gian trên này lại rất có ích để cho chúng ta biết được là sổ sách thì chúng ta lập và in ra thời gian nào rất có ích, nên tùy theo cái mục đích nhu cầu sử dụng phần mềm của các bạn, và các bạn có thể sử dụng cách 1 hoặc là cách 2. Đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách 2 là sửa mẫu. Để sửa mẫu thì chúng ta cũng nhấn vào in. Đó. Thì một thao tác là một là các bạn có thể nhấn F7 để lên màn hình in, hai là các bạn có thể nhấn vào góc phía trên cái biểu tượng máy in đây. Đó. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có các cái mẫu số quỹ theo thông tư 200 hoặc 133. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa theo 200 chẳng hạn. Chúng ta nhấn vào sửa mẫu. Chúng ta nhấn vào tab X200. Đấy. Thì ở trong mẫu này nó sẽ có các cái mẫu chữ NT đằng sau này, tức là mẫu in ngoại tệ. Cái chữ E đằng sau này là mẫu in tiếng Anh. Thế còn mẫu NT và chữ E này thì tức là mẫu ngoại tệ về tiếng Anh. Đó. Cái mẫu mà không có cái gạch trừ thì đằng sau này thì nó chính là mẫu tiếng Việt mẫu chúng ta hay in đó, thì chúng ta sẽ nháy đúp vào cái mẫu này. Đấy, nháy đúp vào cái mẫu này thì chương trình nó sẽ xuất hiện cái report, cái form report là mẫu của cái màn hình đó, form report mẫu của cái màn hình. Thì khi vào trong cái màn hình này các bạn sẽ nhìn thấy ngay có hai cái ô, đấy là time và date. Đấy. Thì bây giờ muốn xóa cái này đi thì chúng ta tích chuột phải vào cái ô time
rồi nhấn delete trên bàn phím. Tương tự Odesk cũng vậy, tích vào đây một cái, tích một cái cho các bạn nhé. Còn các bạn tích đúp là nó sẽ ra màn hình này. Đấy, tích một cái là cho nó đánh dấu xung quanh này thôi, dấu xung quanh này thôi, và delete. Đó, sửa xong. Đấy, sửa xong thì các bạn sẽ dùng phím Ctrl cộng phím V kép, Ctrl V kép hay Ctrl W ở trên bàn phím của các bạn ấy để lưu lại. Ctrl W này. Đó, các bạn lưu lại. Đấy. Khi lưu lại xong thì khi đó các bạn này xem lại cái mẫu in đó này. Đó, đấy, các bạn sẽ thấy chưa? Cái mẫu biến này của chúng ta đã thay đổi rồi, đã được mất đi rồi. Được chưa? Trong cái màn hình báo cáo này thì còn một cái trường nữa, đấy là cái thông tin của kế toán trưởng lập cái màn hình này, lập cái báo cáo này. Thì hiện tại nó đang để là KT ABC. Bây giờ các bạn nếu mà muốn sửa đi thì các bạn thao tác vào đây. Đấy. Các bạn vào phần hệ thống, danh mục từ điển, khai báo các tham số đi chọn. Đó. Vào đây nó sẽ có cái thông tin đây, họ tên của kế toán trưởng. Hệ thống của kế toán trưởng hiện tại nó đang để là KT ABC. Các bạn muốn đổi sang cái khác thì các bạn nhấn vào sửa lại giá trị. Đó. Và đây con trỏ nó nháy nháy ở phần giá trị đây. Nguyễn Văn A chẳng hạn, tôi sẽ gõ thử Nguyễn Văn A chẳng hạn. Rồi đấy, sau thì nhận. Đấy, rồi chúng ta quay ra. Đấy, vào lại số quỹ cho các bạn xem. Vậy là nội dung của chúng ta đã được thay đổi sang là đoạn A đây rồi. Đó. Được chưa? Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn hai cái phần. Một cái phần là in liên tục trên cái các cái mẫu chứng từ. Tất cả các mẫu chứng từ các bạn đều thao tác như thế để có thể in liên tục được nhé. Và cái thao tác thứ hai là chỉnh sửa cái thông tin gồm có thời gian in và thông tin kế toán trưởng trên các mẫu báo cáo. Đấy, đây là mẫu sổ quỹ, thì tương tự các mẫu báo cáo khác mà các bạn muốn in ra thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Đấy, thao tác cũng sẽ tương tự như vậy. Đấy, có cái ô sửa mẫu đây. Đó. Các bạn nhớ là sẽ phải kích đúp vào nhé, nháy đúp con chuột vào. Đó, kích đúp con chuột vào. Đó. Ok, đây là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về phần mẫu in. Chào các bạn.